Thưa quý vị, trong chuyên mục chính trị và đời sống trên TTV cuối tuần hôm nay, anh Chi kính mời quý vị theo dõi nhiều bài đọc của nhiều tác giả. Bài đầu tiên, Thằng Việt Kiều Phản Động, tác giả Nguyễn Sơn, Germany. Người trí thức hay người khoa bảng? Ngồi trên chuyến bay từ Mã Lai về Đức. Trong chuyến bay, ngồi chung hàng ghế với một cán bộ cộng sản, ông ta tự giới thiệu là cán bộ đi công tác. Vì là người Việt Nam và tánh tôi thì hay thích tìm hiểu nên mới trò chuyện. Trong cái điệu bộ của ông cán bộ này đó, tỏ ra là người có hiểu biết trong xã hội chủ nghĩa cộng sản, hay xưng bác và tôi. Bác đi du lịch đó hả? Bác làm cơ quan nào? Tôi trả lời không, tôi đi thăm người thân ở Úc, máy bay ghé qua Mã Lai rồi về Đức. Tôi hiện đang sinh sống tại Đức. Ông ta nói, à, thế bác là Việt Kiều. Tôi nhanh miệng nói rằng, vâng, Việt Kiều yêu nước. Để coi ông ta nói gì. Ông ấy nói, thì ra không phải là Việt Kiều phản động. Tôi cười nói, Việt Kiều phản động là sao vậy ông? Ông ta trả lời, bác có biết họ là một lũ ngụy đánh thuê cho thằng Mỹ, bị quân dân ta đánh cho một trận sấm sét, cho Mỹ chạy ngụy nhào, rồi bỏ chạy ra nước ngoài, quay lại đánh phá nhà nước ta. Tôi chỉ nói, họ có đánh gì đâu, súng ống gì đâu mà đánh. Ê, bác không biết, súng ống làm gì mà đánh lại quân dân anh hùng ta. Chúng đánh phá là hô hào, là viết, là nói xấu đảng trên Internet đó. Tôi nói, họ nói đúng thì đảng phải biết sửa chữa chứ. Tôi có đọc, thấy họ nói cán bộ đảng viên hiện nay ăn hối lộ. Họ nói đúng, thì thế nào là phản động? Họ nói miền Bắc nghèo đói, miền Nam giàu sang, vào miền Nam ăn cướp mà gọi là giải phóng. Tôi nghĩ cái đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vì quá ngu lại thích làm anh hùng, thích chiến thắng, nên đã đánh mất đi một cơ hội lớn để xây dựng nước Việt Nam sau chiến tranh do Hiệp định Đình Chiến ký tại Paris. Là xây dựng và tái thiết Việt Nam sau chiến tranh tàn phá. Đảng có nói cho ông biết điều đó không? Ông ta nhìn tôi có vẻ tức tối và nói, bác láo thật. Nếu bác nói là đảng ta ngu, thì tất cả trí thức và nhân dân miền Nam còn ngu hơn đảng. Tại sao họ nghe theo đảng và cùng với đảng đứng lên để giải phóng miền Nam? Những người trí thức như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẩm, v.v. Tôi nói họ không phải là những người trí thức, ông lầm rồi. Họ là những người khoa bảng. Ông ta nói, khoa bảng là gì? Tôi trả lời, là những người có bằng cấp cao. Ông nói, thì bằng cấp cao là người trí thức rồi. Tôi nói, không, người trí thức phải có hội đủ 3 điều kiện ắt có và đủ để trở thành người trí thức. Là bằng cấp cao và kiến thức sâu rộng cùng với đạo đức tốt. Có đủ 3 điều kiện này thì mới trở thành người trí thức ông ạ. Ông ta hỏi, kiến thức là cái gì? Tôi cười và nói là người thấy sâu hiểu rộng, người từng trải trong cuộc sống, đi đó đi đây để tự học hỏi và tìm hiểu tra cứu, tự tìm hiểu về khoa học, kỹ thuật, văn hóa xã hội, nghệ thuật, v.v. Ông ấy nói, bác nói lùng tùng quá, người có bằng cấp cao là họ biết hết tất cả. Tôi nói, ông lầm rồi, họ học cái ngành nghề của họ mà thôi, để có bằng cấp đi làm. Nếu họ về hưu thì bằng cấp ấy cũng hết giá trị. Tôi mới chứng minh cho ông ấy biết là nếu một người có bằng cấp cao mà không có kiến thức và đạo đức, thì ông biết người đó như thế nào không? Người đó hay tự phụ và tự cao và coi ta đây là người học cao. Nếu có quyền chức thì xem những người khác không ra gì, thích thị uy và đánh đập người khác, ăn hối lộ, ám hại người nếu chống lại. Còn người có bằng cấp cao mà lại có kiến thức rộng mà không có đạo đức, thì loại này ý vào mình học cao, hiểu rộng, nên rất khôn khéo, biết luồn lách pháp luật để làm những điều gian ác. Nếu có chức phận quyền hành thì xảo quyệt, lưu manh, hại người. Còn loại người có bằng cấp cao, có đạo đức tốt mà không có kiến thức sâu rộng là những người hay bị kẻ khác dụ dỗ như bác sĩ Huỳnh Tấn Mẩm, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa. Vì thiếu kiến thức rộng nên không phân biệt đâu là tà, đâu là chánh, đâu là đúng, đâu là sai. Còn một loại này nữa là người không có bằng cấp, không có đạo đức, chỉ có kiến thức nhưng không cao, không sâu và không rộng. Thứ này rất nguy hiểm, họ khôn vặt, lém lĩnh, láu cá, xảo quyệt. Ông ta không nghe nữa. Ông ta bỏ đi chỗ khác, tìm chỗ có ghế trống rồi ngồi. Sau khi nghe người tiếp viên hàng không thông báo đã tới Đức, xin đừng tháo dây an toàn, chờ máy bay ngừng hẳn. Rồi mới thấy ông ta tới lấy hành lý và thòng theo một câu. Nếu mà mày ở Việt Nam, tao sẽ cho mày nhừ xương và ở tù không có ngày ra. Thằng Việt Kiều phản động à.
Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Cái mõm vào đây. Bục chặt vào. Mấy vòng vào. Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao chọc. Dao cụ thế. Cái cạnh đâm vào cung họng. Đấy, được rồi. Rồi vào, đứng vào. Không, chưa sâu. Vào, cho lấy thì nó đâu. Dao cụ thì sao? Nghiêng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi xong nó lấy chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế tiết nó phải chảy ong ọc cơ. Kéo đánh cái cành rồi. Hứng nữa vào, không lấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Dốc về cái cành nhỏ. Chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Not,